nhiêu luôn được anh không? Được hai mươi người. Cái dung tích bình nó chỉ có 1.5 lít. Chợ là nếu mà mình khi mà tràn ra đủ hai bình thế này là đem giữ về coi để xuống cái nào. Bên này là gì? Ở bên này là pha dung dịch hóa chất. Vỏ bằng nhựa hả? Nhựa. Bài này là gì? Nhựa dẻo đấy. Nó là hàng của Ý. Anh biết chất lượng của hàng châu Âu rồi. Đó là một cái độ hóa chất. Thì trên này nó điện chưa? Này làm độ nước. Cái này là cái nút bật của này. Bật cái gì hả? À chưa. Đây nó có hai cấp độ. Cấp độ này là dùng để đốt. Thì đây nó có một cái đồng hồ hơi em. Khi nào nó lên trên 53 thì lúc đấy cái đèn này nó sáng lên thì mình mới dùng được, mình mới xài được cái hơi nước của nó. Còn đây là cái cường độ để mình tăng giảm cái lượng hơi nước ra đấy. Thì cái này sử dụng thì nó rất là đơn giản. Khi mà anh rửa với vệ sinh ấy thì anh cắm cái này vào đây, còn khi nào anh xịt khô thì như thế này thì cái chức năng đấy lắng ở đây để cho anh. Thì trên này nó có 3 cái nút, cái nút rửa là dùng để hút bụi đấy. Anh muốn dùng cái để giặt thảm hoặc là rửa xe bằng hơi nước ấy, anh bật cái này nè, bật cái này lên. À, nhưng mà cái này nó chưa, phải chờ cái này nó trên 53. À là phải chờ cái đó trên 53. Hoặc là cái đèn này nó sáng lên này nè. Khi nào mà một trong hai bình mà nó hết nước ấy thì nó sẽ kêu, máy nó sẽ kêu tít tít tít. Còn khi nào nếu mà cái bình đốt ấy mà nó bị hết ấy là cái đèn này nó sẽ đỏ lên. Đây, cái đèn nó nhấp. Phải hơi phức tạp. Đó, anh thấy giới thiệu thì anh thấy phức tạp, nhưng mà lúc mà anh bắt tay vào anh làm cái là thấy nó quen. Đây là cái ống nối đấy, hai cái ống nối. Cái này anh nghĩ không cần đâu. Mà nó nhiều quá em không biết nối cái nào vào cái nào. Phải thấy rồi, nối nhiều ống rồi biết cái nào với cái nào. Đấy, cứ vừa là nối quen thôi. Là quen lại. anh cứ lấy cái lỗ nào đút được là anh đút. À, cái lỗ nào đút được là cái đút được rồi. Khi nào cái đèn này nó sáng thì là được rồi phải không? Ví dụ như là cái đầu này mình muốn cho ra cái đầu nhỏ được không? À, đây nó có các cái đầu khác đây này. Xin như cái này. Nóng rồi. Cái này thì là nó sẽ nó nhỏ hơn, hoặc là giả sử như anh giật tháp. Giật tháp thì anh dùng cái này. Cái này là nó sẽ chụp cho anh. Sau đây mình sẽ
vừa trà, kéo trà nó xả là lỏng, xả là lỏng. Cái này thì nó lớn hơn, nó vừa trà. Thì anh chú cái này ấy là nó có phụ kiện bán rời đi kèm. Khi nào anh cần thì lấy xài một hết rồi anh chỉ như này này. À đây mua mưa anh vít lắp vào đấy là được. Okay, ngoài ra thì để mà giả sử như giặt hạp mà nó lớn hơn nữa thì anh dùng cái bồ này. Và cái này thì cái bồ này ấy, thì nó có hai cái bồ thanh thay ấy đi kèm luôn. Sự cua đấy. Nó có màu à, nó màu đỏ tinh sáng. Cái đầu này hai thằng đó cái đầu đấy này hai thằng đó đều là cùng một nhà máy đấy, nhưng mà nó là hai cái đời khác nhau, tức là cái đời của nó. Cái này thì để nó trà cái như cái khu vực mà nó khó đấy, nó cái khe kẹt đấy. Cái này nó đạt cái độ cái xi nó khoảng 60 độ thì nó đổ cái lúc anh rửa xe đấy. Cái này mà nước nó nóng ấy, nó bọc tay thì cái nước này tạo được. Cái này anh chỉ có rửa máy thì xe thì anh không được. Máy là thì anh dùng cái này này, dùng đến Tức là mình là thông thường bảo hành ấy mà một năm đấy anh, nhưng mà giả sử bảo trì dùng thì thực tế ra ấy, anh dùng thiết bị anh biết rồi một mình phải cái vấn đề nếu mà mình sử dụng di kiện nó cẩn thận đấy, không va chạm hoặc là không rơi đấy thì nó được lâu. Còn về vệ sinh thì anh chị có vệ sinh tại phía bên dưới thôi. Đấy phải mở ra được không? Cái này không, không, không. Cái hàng của Ý thì anh kia tâm. Ông nặng lắm chú nhỏ. Họ suy nghĩ được thì nó em tí. Cái này nhiều thằng nó lười lười không xét, không cầm nó là nó có cái này kéo được đấy. Đấy nó là bánh xe, kéo nó lên ra. Đó là ra cái hơi nước.
nước thôi, cái dây bóng. Được chưa? Rồi, không chắc ở đây. Dạ.